Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm nay một thông tin cực kỳ nóng hổi liên quan đến câu chuyện của chị Lan Cao Tốc cả nhà. Chị Lan vừa mới lên tiếng xác nhận là mình đã làm việc với PA05 Công an Thành phố Hồ Chí Minh và tuyên bố rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đó là phải án chồng án luôn. Mới đăng cách đây gọi là ít phút trên trang cá nhân của mình thôi cả nhà. Thì nội dung Đinh Lan đã làm một cái clip dài khoảng 15 phút đã chia sẻ về cái nội dung này. Vậy thì nội dung Đinh Lan đã làm việc đã gọi là như thế nào về cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng mà lại lên tuyên bố như vậy cô chú anh chị. Trước tiên đó thì mình nghe chị Lan chia sẻ về cái thông tin này, làm việc là làm việc ra sao cả nhà ha. Dạ, Lan xin kính chào quý vị khán giả xem kênh. Bây giờ là 4 giờ chiều, ngày hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024. Toàn là số tử luôn ha. Hôm xét xử phạm nhân Nguyễn Phương Hằng cũng là ngày 4 tháng 4 năm 2024. Hôm nay chúng ta làm cái clip này với chủ đề là Nguyễn Phương Hằng án chồng án. Vừa qua thì kênh Kiều Tấn Đạt đang livestream nói là Đinh Lan là lan xạo yêu nước mà chỉ tay vào mặt công an để mà chửi, thì tôi được quyền cất lên tiếng nói, tại vì tất cả những cái gì, những phát ngôn của tôi khi tôi làm clip tôi đều báo cho bên Quốc Bảo của PA05 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thì Quốc Bảo có nhắn tin cho tôi đó, tất cả những thông tin này là tôi, tại vì cái em điều tra viên này đã từng tới làm việc với tôi, cho nên là khi mà tôi làm cái gì, phát ngôn cái gì, tôi cũng đều cẩn thận báo tin cho các báo lẫn cái điều tra viên em Quốc Bảo của PA. Thì cô chú chị nghe rất là rõ đó, Đinh Lan nói rằng là tất cả những cái nội dung của chị Lan khi làm lên thông tin thì đều báo cho các cơ quan báo chí, cùng với đó là PA05 Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí gọi là Quốc Bảo gì đó, thì mình nói chung là mình không có biết, nhưng mà Đinh Lan đã xác nhận là như vậy, là những cái nội dung của chị Lan là chị Lan đã gọi là sàng lọc gọi là dữ lắm rồi, báo tin cho gọi là cơ quan chức năng hết rồi, PA05 luôn, cũng như là các cơ quan báo chí luôn cả nha. Thấy ghê không cô chú anh chị ha. Nhưng mà cái nội dung thì chúng ta thấy là khá là ghê gớm rồi, rất là nhiều những cái nội dung mà nói chung là mình nghe mình cảm thấy rất là sợ luôn đó cô chú anh chị. Vu khống một cách trắng trợn, xúc phạm gọi là thẩm phán luôn, cơ quan chức năng luôn, tòa án luôn. Mà Đinh Lan nói rằng là tất cả mọi thứ Đinh Lan đều báo cho gọi là an ninh mạng hết rồi, bên PA05 nha cô chú anh chị. PA05 Công an thành phố thì em ấy nhắn tin cho tôi nói là chú ý là tránh để phát sinh, vì cái Nguyễn Phương Hằng đã tố cáo chị á, đến mức đó là dừng điều tra xong dừng. Thì họ dừng rồi, do vậy tránh phát sinh ra những cái sau này. Rồi còn những cái YouTuber mà nói xuyên tạc vu khống hay dẫn dắt công chuyện nói là bị bắt đó, thì chị được quyền lên nói lại, giải thích lại là những cái điều đó là điều không đúng. Ví dụ như hôm nay kênh Kiều Tuấn Đạt đã đưa cái clip mà Đinh Lan chỉ vô mặt cộng đoàn cảnh sát khu vực của công an phường 6 quận Gò Vấp, đó là một cái vụ án mà hôm qua, trong cái clip hôm qua Đinh Lan nói là Đinh Lan có gây hấn với ông Lê Hoài Phong, nguyên trưởng công an quận Gò Vấp, nay là thì chúng ta nghe rất là rõ rồi, Đinh Lan nói rằng là bị phía gọi là đồng chí PA05 nào đó Công an Thành phố Hồ Chí Minh đó nói là cái vấn đề là bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo á, điều tra nhiêu đó là dừng rồi đó, cái này là Đinh Lan lên tiếng cả nhà ha. Nói chung là mình không biết là có chính xác hay là không, nhưng mà rõ ràng là Đinh Lan đã gọi là thông báo cái thông tin này, thì mình cảm thấy gọi là khá là sốc, trong khi báo chí đó ha, người ta cũng ghi rất là rõ là những cái nhân vật vẫn đang bị gọi là tách hồ sơ ra để mà tiếp tục điều tra làm rõ, trong đó có cái tên của chị Lan. Nhưng mà báo chí thì cũng chưa có đăng tải, hay là cơ quan chức năng chưa có thông tin là người ta đã có kết quả gọi là điều tra là đối với các nhân vật là như thế nào, có vi phạm hay không, không vi phạm thì cũng có thôi, chưa có thông cáo báo chí cả nhà ha. Công an quận Tân Bình đã livestream cùng với Võ Minh Điền nói là Đinh Lan chính hàng ngàn án lên trên phường là khỏi về, chính là cái vụ mà cậu đoàn này, là cậu đoàn này á, thì lúc đó chị Mỹ An là trưởng công an phường 6, Đinh Lan có tố cáo cậu đoàn này lên cho chị Mỹ An, trưởng công an phường 6, nói là cậu ấy
đi tiếp cận những cái nạn nhân bị lừa, bị công ty Venisa của bà Hoàng Ánh Minh, vợ của chủ tịch ngân hàng VIBank Ngô Chí Dũng lừa để mà ký vay 43 triệu để mua cái bộ mỹ phẩm cho công ty sân sau của ngân hàng VIBank, thì cậu Đoàn này chính là người tiếp cận những cái nạn nhân đó và nói là đừng có ủy quyền cho tôi, sẽ làm coi như là sẽ vì tôi là lừa đảo, cho nên là tôi mới nói là công an mà lại đi tiếp tay cho bên tội phạm như vậy đó, thì tôi đã tố cáo. Thì chị Mỹ An nói là thôi tha cho Đoàn, nó nhỏ, cho nên là khi mà Đoàn hống hách lên nói là tôi giữ cái mỹ phẩm đều ra như vậy là bất hợp pháp, thì tôi mới chỉ vô trong cậu Đoàn, là tại vì tôi có cái bức xúc với cậu Đoàn. Thì ngày hôm nay trong cái vụ đánh chị Đinh Thị Thiên thương tật 20% ngày 9 tháng 2 2022, cũng có sự tham gia của cậu Đoàn. Cậu Đoàn là người nhấn chuông đứng chứng kiến những cái youtuber như Võ Minh Điền, rồi Trần Hoàng Ngoan, em của Điền Võ, Võ Minh Quý, con nuôi của Điền Võ, Nguyễn Việt Anh kênh Chuyện Đời Thường, Vũ Văn Thịnh, rồi Nguyễn Tài Pháp kênh blog Tấn Tiền, rồi kênh Check Instagram blog, tổng cộng có 8 người. Nhưng Đoàn, tôi đã nộp hết tất cả những cái đơn tố cáo đó. Bây giờ hiện tại thì Đoàn cũng đang trong một cái vòng điều tra, là tại vì khi đánh chị Đinh Thị Chiên ngã gãy tay xuống đường, khi mà Nguyễn Việt Anh nó chỉ điểm cái chụp khẩu trang của chị Đinh Thị Chiên kênh Chuyện Đời Thường á, thì bắt đầu á mới nói là đúng Đinh Thị Lan rồi, thì Vũ Văn Thịnh mới ra quật bẻ tay chị tôi và đập đầu xuống đường. Thì Võ Minh Điền chính là người đạp vào bụng của chị tôi, cho nên khi mà chị tôi đã nằm ở dưới đất á, thì chính cậu Đoàn đó, mà cái cậu mà Kiều Tuấn Đạt hôm nay đưa lên đó, đã đỡ chị tôi dậy và chị tôi lên xe Grab để mà đi tới bệnh viện 175. Thì vụ án này á, thì cái đêm mà xảy ra cái vụ đang lấy lời khai tại công an, trụ sở công an phường 6 á, thì có thấy đại tá Lê Hoài Phong, nay là trưởng công an quận Tân Bình, mà thường phục bước vô, đã thấy chị Đinh Thị Chiên ghi lấy lời khai đau quá mà mới bị đánh rồi lại công an lại đến lấy lời khai nữa, đau đớn nhăn nhó, thì mới nói chị im đi để cho em làm việc đó. Cho nên là ngày hôm nay thì với một cái động thái gì mà Kiệt Tuấn Đạt lại khơi lại cái việc mà Đinh Lan là người yêu nước gì mà tấn công chỉ mặt chửi công an, không phải, đây là một vụ án liên quan tới phạm nhân Nguyễn Phương Hằng chưa được giải quyết. Tại vì cái ngày mà khi xảy ra cái vụ án có trong bản án của cái vụ án xét xử Nguyễn Phương Hằng là ngày 16 tháng 8 năm 2021, tôi Đinh Thị Lan đã nộp đơn tố cáo Nguyễn Phương Hằng đã dùng thủ đoạn đe hèn để vu khống làm nhục tôi, nói tôi là chủ mưu cho Mai Xuân Cường bắt cóc với Huỳnh Hằng Vũ. Đó là thủ đoạn đe hèn. Nhưng mà trong cái phiên tòa xét xử của Nguyễn Phương Hằng thì họ lại không có điều tra cái hành vi đó, là vì công an thành phố Hồ Chí Minh gửi cho công an tỉnh Bình Dương về việc rằng là điều tra những phát ngôn trên mạng đó. Bà Đinh Thị Lan đã điều tra phát ngôn trên mạng, cho nên là theo quốc luật số 74 thì công an tỉnh Bình Dương có yêu cầu công an thành phố Hồ Chí Minh, vì bà Lan có hai đơn tố cáo, một đơn tố cáo về phát ngôn trên mạng, nhưng mà một cái hành vi mà vu khống bà Đinh Thị Lan chủ mưu cho Mai Xuân Cường bắt cóc bé Huỳnh Hằng Vũ thì không có dữ liệu, thì đề nghị công an thành phố hay gửi. Thì cái vụ án này lại cũng lại liên quan tới Lê Hoài Phong luôn. Lê Hoài Phong nguyên trưởng công an quận Gò Vấp thôi, thì luôn là vì Nguyễn Việt Anh á, nó nhận tiền của Nguyễn Phương Hằng, nó tới nó căng băng rôn nhà Lan để nó mục đích là làm nhục Đinh Lan, để cho những người dân mà thiếu hiểu biết tấn công Đinh Lan. Thì bắt đầu ngày 16 tháng 7 năm 2021 thì phạm nhân Nguyễn Phương Hằng đã nhắn tin chửi nè, nhục chưa này nọ, rồi đưa cái kênh của Chuyện Đời Thường qua căn băng rôn nhà Đinh Lan á, thì Đinh Lan mới trả lời với bà. Tại vì rõ ràng Nguyễn Phương Hằng nói là tôi là người cung cấp cái số điện thoại của Nguyễn Phương Hằng cho Mai Xuân Cường và đưa những cái hình ảnh nhạy cảm của Nguyễn Phương Hằng cho Mai Xuân Cường nhằm uy hiếp là bắt cóc con trai của bà. Đó là một thủ đoạn đê hèn, thì nó sẽ nặng tội hơn cái tội danh 331 có khung hình phạt từ 2 năm đến 7 năm. Còn cái việc mà
dùng thủ đoạn đê hèn để tống Đinh Thị Lan vào tù á, thì theo hướng dẫn của tòa án tối cao cho Đinh Thị Lan á, thì người ta một hành vi á, coi như là một hành vi mà có sử dụng, người ta được quyền chọn tội danh cao nhất. Thì khi công an Thành phố Hồ Chí Minh bảo rằng là không có điều tra tội danh 155, 156, vì trong tội danh 331 có 155, 156, đó là một cái, nó đúng là một cái sai phạm từ cái bên cơ quan điều tra lên đến viện kiểm sát và lên đến tòa. Cho nên vụ án mà Nguyễn Phương Hằng đang được Đinh Lan nhận được cái báo phát của bên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nè, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mọi người nhìn ha. Một cái, thứ hai là ông Lê Minh Trí, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đó ha. Lan đã chính thức nhận được thông tin nha. Cái thứ ba là ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Cho nên là còn hai báo phát nữa, thì hai báo phát kia thì thôi Đinh Lan không có nói ở trên đây, nhưng mà chỉ biết một điều rằng là đơn vị mà giải quyết giám đốc thẩm sẽ là ba đơn vị này sẽ giải quyết giám đốc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng. Nếu như bỏ lọt tội phạm, xác định sai tội danh cho Nguyễn Phương Hằng, thì vụ án sẽ được hủy án sơ thẩm và hủy án phúc thẩm. Cho nên những YouTuber đang, không phải là đang, càng tấn công Đinh Lan thì càng nặng tội cho Nguyễn Phương Hằng, đó là những YouTuber như Hương Quảng Châu thì hôm qua lên trên mạng nói là bóc phốt Đinh Lan là đã đi vào Bộ Công an rồi. Thì hình ảnh mà một chiếc xe tải đi vào cổng Bộ Công an, tới tiến thẳng vào sảnh mà không đi qua trạm kiểm soát, đó là hình ảnh bôi nhọ lực lượng công an Việt Nam. Tại vì cho dù là một cái công an huyện bình thường ở một cái thôn quê nghèo thôi, họ cũng vẫn là bảo vệ an ninh, vào cổng là phải dừng xe để mà đưa cái biển kiểm soát, chứ không bao giờ xuyên tạc giống như Hương Quảng Châu. Do vậy Hương Quảng Châu ngày hôm qua đã làm cái clip là để vô để mà điều tra Đinh Lan, coi có phải là giúp Bộ Công an phá án, giúp cứu hơn 100.000 người không. Nếu mà tổng cả hai vụ án Đinh Lan đã hỗ trợ cho Bộ Công an tại 47 Phạm Văn Đồng, thì Đinh Lan đã cứu hơn 150.000 người. Cho nên hành động của Hương Quảng Châu lên quảng bá mình là tình báo Hoa Lan của Trung Quốc, đó là một hành động phản động chống lại đường lối chính sách của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên những YouTuber như là Hương Quảng Châu, Lý Lắc Vlog, Sơn Sàm TV, Kiệt Túng Đạt, Phun Game Mobile, Thanh Nguyên Vlog, Phạm Hoàng Khang, Tranh Lan Thang Đường Phố, S Fan TV, Gấp Việt, Đinh Hoàng Nhân, luật sư Trần Quốc Vũ, kênh YouTube và luật sư vlog Âu Quang Phục, rồi Huấn Bình Dương, Gia Cát Phong, Hùng Râu, Kim Ngân 1988, Gấp Nhỏ TV, Anh Nông Dân, Nguyễn Đắc Lộc, Từ Tướng Hiệp, Tinh Lập Phong, đi tuyên truyền, đi tấn công tôi, càng tấn công tôi. Thì mọi người phải biết một điều rằng là nếu như Nguyễn Phương Hằng nói rằng mình là người có công, biết rằng có tội nhưng cũng có công, thì những cái kê khai mà trong 9 năm Nguyễn Phương Hằng, Huỳnh Uy Dũng đã đóng góp cho từ thiện thì nó 400 mấy chục tỷ, đó là Nguyễn Phương Hằng tự kê khai, chưa ai kiểm tra được số liệu đó là đúng hay không. Người có công không phải là đi có thể lên dục mạng người khác rồi cuối cùng bảo là mình có công thì mình được giảm. Nguyễn Phương Hằng, tòa sơ thẩm đã ưu ái cái mức mà viện kiểm sát đề ra, đó là mức án từ 3 đến 4 năm tù giam. Nhưng vì Nguyễn Phương Hằng đã xin giảm án, cho nên người ta đã chọn cái mức thấp nhất là mức 3 năm để giảm cho Nguyễn Phương Hằng 1 năm. Nhưng mà giảm như vậy là có hai tình tiết: thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Nhưng thực sự biểu hiện của Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa thì không có thành khẩn khai báo, hống hách, nhục mạ luật sư của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Bắt về đọc lại cáo trạng đi, rồi xong sau đó là thẩm phán Bùi Đức Nam của tòa án sơ thẩm Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói là Nguyễn Phương Hằng không có tiền án tiền sự là sai. Có tiền sự đó là một cái dấu tích đầu tiên. Có tiền sự là đã từng nhục mạ vu khống chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, bị phạt 7,5 triệu đồng tại coi như là Sở Truyền thông Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên người có tiền sự đó là một dấu tích, thì không thể nào mà giảm một lúc
một năm. Cho nên đó là lý do Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo. Nhưng khi không kháng cáo lên trên tòa phúc thẩm thì lại thêm một lần nữa lại bảo rằng là mình có công để mình xin được xin giảm nữa mặc dù không làm đơn kháng cáo. Đó là một cái sai. Sai là vì sao? Anh đã giảm hết trơn rồi, anh đã giảm kịch khung rồi, anh đã giảm thấp nhất của bên phiên tòa sơ thẩm. Bây giờ anh lợi dụng kẽ hở của pháp luật, anh lợi dụng cái chuyện mà lấy tiền xe thân. Cho nên là anh lên trên tòa, anh lại tiếp tục anh xin giảm nữa, anh lại lấy cái công của cái công của cái việc mà mình đi làm từ thiện. Việc làm từ thiện là bằng từ cái khai thôi. Cho nên việc mình ở đâu ra mà giảm hoài như vậy? Hả? Mới giảm bên sơ thẩm, giảm hết trơn, giảm thấp luôn, giảm luôn một năm trời mặc dù không đủ yếu tố để mà giảm cho Nguyễn Phương Hằng. Vì có tiền sự là phạt 7,5 triệu đồng. Còn thành khẩn khai báo thì tôi không biết, nhưng mà ăn năn hối cải là không. Còn nhục mạ luật sư của các bên sự thì không có ăn năn hối cải. Ra tòa, phạm nhân mà không dao động, được đeo trang sức, được coi như là hân hoan lên mà không đi xe tù, thì toàn bộ cái ekip mà áp giải phạm nhân trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều sai. Cho nên ngày hôm nay đề nghị các kênh YouTube Đình Làng đọc tên một lần nữa: Kiệt Tuấn Đạt, Full Game Mobile, Thiện Đời Sống, Minh Chí TV, Kiệt Tuấn Đạt rồi Hương Quảng Châu, Phúc Tài Chính, Gia Biên, Lý Lắc Vlog, Sơn Sàn TV, Minh Chí TV đọc chưa ta? Tất cả những Đinh Hoàng Nhân, Trần Quốc Vũ, luật sư của Lộc Âu Văn Phục, Gia Cát Phong, Hùng Râu, Kim Ngân 1988, Góc Nhỏ TV, Phạm Hoàng Khang, kênh Lang Thang Đường Phố, Nguyễn Việt Anh, kênh Chuyện Đời Thường, nhất là Nguyễn Việt Anh, kênh Chuyện Đời Thường, vụ án ở quận Gò Vấp đánh chị tôi thương tật 20%, đang chờ điều tra lại để khởi tố lại. Cho nên Nguyễn Việt Anh, kênh Chuyện Đời Thường, chính là người nhận tiền của phạm nhân Nguyễn Phương Hằng để mà vu khống làm nhục Đinh Lan trong vụ án của Mai Xuân Cường ở Bình Dương và trong vụ án của Vũ Văn Thịnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên vấn đề cốt lõi là Nguyễn Việt Anh, kênh Chuyện Đời Thường, chính là cái người đã nhận tiền rồi mới kêu Võ Minh Điền đi theo. Cho nên ngày hôm nay mà khi mà khởi tố cái vụ án đánh chị Đinh Thị Chiên thương tật 20% vụ Gò Vấp thì chắc chắn Võ Minh Điền sẽ không để yên cho tất cả những YouTuber. Tại vì dễ gì nó đi tù, còn những người ở ngoài như Đất Việt lãnh tiền tỷ, hay là Thiện Đời Sống, hay là Phạm Thanh Nguyên Vlog lãnh tiền tỷ, để nó đi tù dễ gì nó sẽ lôi tất cả mọi người vô tù. Lạc Phong bây giờ coi như là bá chủ trong cái việc mà YouTuber nói là sẽ live stream cùng Nguyễn Phương Hằng và về 30 tháng 4. Tất cả những điều đó là những hành vi vi phạm pháp luật của những YouTube mà Đinh Lan vừa kể tên. Cho nên là kênh Đại Đăng An và Hồ Văn Thuận đi lên xuyên tạc nói Đinh Lan là chửi thẩm phán, chửi công an, không có. Tôi chỉ tố cáo những người liên quan tới vụ án này, người live stream chung với Võ Minh Điền ngày 5 tháng 3 năm 2022 nói tôi dính hàng ngàn án lên phường là khỏi về, mà Võ Minh Điền khoe đó là trưởng công an quận Gò Vấp nay làm chỗ khác cao cấp hơn, thì chỉ có Lê Hoài Phong nguyên trưởng công an quận Gò Vấp. Chào mọi người nha. Rồi thì kính thưa quý vị, đó là tất cả những cái nội dung liên quan đến câu chuyện của chị Lan ngày hôm nay mới thông báo luôn. Lan đã nhận được giấy báo phát từ phía ba nơi, trong tất cả năm nơi chị Lan đã gửi đơn kiến nghị giám đốc thẩm cả nhà. Rồi còn cái vấn đề mà liên quan đến cái câu chuyện mà Lan thông tin rằng tất cả những cái nội dung mà chị Lan làm đều đã sàng lọc, thậm chí đã thông tin cho từ phía gọi là BA05 công an thành phố Hồ Chí Minh thì mình thấy rằng đây là cái thông tin ba xạo. Đây là cái thông tin ba xạo ba láp. Và thậm chí là cái vấn đề mà chị có thông tin hay không đó là không có quan trọng. Thưa cô chú anh chị, quan trọng là cái nội dung của chị đó nó có đúng hay không và nó có chính xác hay là không. Rồi cả nhà, mang câu chuyện mà nó là liên hệ với gọi là đồng chí nào đó đi lên đây khè mọi người, cô chú anh chị. Nhưng mà chúng ta thấy rồi, để cho chị Lan nói đi thì có lẽ rằng là cái khoảng thời gian mà chị Lan nói đó nó cũng chẳng còn lâu nữa đâu cô chú anh chị. Bữa nữa thì có lẽ rằng là chị Lan không còn được nói nữa rồi cả nhà. Nhưng mình nghe cái nội dung đó mình thấy cũng khá là buồn cười, ở trong đó là có một số những cái nội dung liên quan đến câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng đó. Trong khi cái vụ án đó thì người ta đã làm xong hết rồi, xét xử xong rồi, mức án thì cũng đã làm. Như là cái câu chuyện mà liên quan đến Mai Xuân Cường đó cả nhà. Trước đó thì tại cái phiên tòa mà xét xử Mai Xuân Cường đó thì Lan không dám có mặt, Lan để cho luật sư. Còn cho đến cái câu chuyện mà xét xử bà Nguyễn Phương Hằng đó
sơ thẩm đó, thì Lan cũng không dám có mặt. Lan nói là tòa án không triệu tập, không có thông báo, trong khi người ta đã tống đạt một cách rồi là chính xác rồi. Lan nói là không biết sao luật sư của Lan có mặt ở đó. Không biết mà luật sư của Lan có mặt tại tòa gọi là sơ thẩm đó. Như vậy thì là tại sao luật sư của Lan biết? Đinh Lan là thằng chủ mà. Luật sư phải làm ý rằng chủ, không lẽ luật sư cứ tự ý làm cả nhà. Mình thấy khá là buồn cười. Thì để cho Đinh Lan nói vài bữa nó đi cả nhà. Bởi vì là Đinh Lan nói Đinh Lan đã liên hệ rồi, nói chung là nội dung của Lan không báo cho báo chí hết rồi. Và kể cả BA05 luôn, thì Đinh Lan đã làm việc xác nhận rồi, là người ta đã điều tra xong hết rồi. Nói chung là Đinh Lan khẳng định rằng mình đã thoát rồi đó cô chú anh chị. Có thoát được hay không thì có lẽ rằng đó cái vị nghe cũng là nhận định được những sự việc của này. Mình tin rằng về phía BA05 hay là công an thành phố Hồ Chí Minh đó cũng đã xem. Thì mình nghĩ rằng nếu như có thật ha, là cũng đó là một tin vui đó, tin vui từ phía gọi là công an thành phố Hồ Chí Minh đó cả nhà. Chứ thật sự mà về phía BA05 đã làm việc rồi, nói chung là cũng đã theo dõi được hết tất cả, thì đã xác nhận được rồi, xác nhận được rồi tất cả những nội dung của chị này như thế nào rồi. Chỉ chờ đến ngày thôi thưa quý vị, mình tin là như vậy. Chứ tất cả những cái nội dung chị Lan đưa rõ ràng, nếu mà thật sự chị Lan mà đưa những cái nội dung vừa qua đó mà đúng với quy định pháp luật thì mình nghĩ rằng là cũng chẳng có ai vi phạm nữa đâu. Bởi vì chị Lan đưa cỡ đó mà chị Lan không vi phạm, xúc phạm người ta nhiều cỡ đó mà chị Lan không vi phạm thì còn ai vi phạm nữa cả nhà, đúng không cô chú anh chị? Để xem rằng là khi mà Đinh Lan đã xác nhận được như vậy rồi, đã có giấy trả lời rồi, thì để xem rằng cái phiên phúc thẩm nó có giám đốc thẩm gì đó có xảy ra hay không. Nếu mà thật sự mà có cái câu chuyện mà Lan mà thoát á cả nhà, cũng như là giám đốc thẩm gì xảy ra đó, thì có lẽ rằng là mình cũng gọi là ẩn danh luôn, chứ làm mạng xã hội chi nữa cô chú anh chị. Rồi xin cảm ơn rất là nhiều quý vị khán giả đã xem kênh cũng như là ủng hộ kênh. Tình nguyện cũng sẽ cố gắng cập nhật liên tục những cái tình hình, đặc biệt là sắp đến 30 tháng 4 rồi cả nhà. Chúng ta cùng nhau chờ đợi những cái tin tốt ha. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay, Thanh Quyền xin phép được quảng cáo hai cái sản phẩm mà Thanh Quyền đang bán trên nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm đầu tiên đó chính là một sản phẩm vô cùng quen thuộc, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, xuất xứ từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha cô chú anh chị, bảo đảm 100% nguyên chất. 1 lít là 1,5 triệu, một chai như vậy là nửa lít là 750.000 miễn phí ship. Còn đây chính là một sản phẩm đặc sản của quê hương Cà Mau, do chính tay mẹ của em làm luôn cả nhà. Đó chính là tôm sẻ, còn hay gọi người ta cũng gọi là tôm lụi đó cả nhà. Nhiều quý vị khán giả hỏi con tôm sẻ là gì, là con tôm nguyên con đó, mình sẽ ra mình phơi khô rồi trong đó có ốp một chút tiêu, một chút ớt để tăng thêm cái hương vị. Đây là một bịch nửa ký nha cả nhà, một bịch nửa ký. Nửa ký là 800.000, một ký là 1,6 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng đó thì ủng hộ Thanh Nguyên qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Đây là mật ong rừng nguyên chất nha. Đây đó chính là tôm lụi, tôm sẻ. Xin mời tất cả cô chú anh chị chốt đơn.